số, 12% dân số mà nó có sỏi thận ha. Nó tăng theo tuổi và sỏi thận thì rất là dễ tái phát, tỷ lệ tái phát của nó từ 40 đến 70%. Cái nước phát triển á, và những nước phát triển á thì sỏi uric nhiều hơn những cái nước đang phát triển. Nguyên nhân tại sao những nước phát triển thì nó có sỏi acid uric nhiều hơn thì mình không có rõ. Ở Việt Nam mình á, cái sỏi uric này là thường gặp nhất ha, sỏi uric chiếm tỷ lệ cao nhất, nó là sỏi ammoni magie phosphate. Rồi chế độ ăn uống không hợp lý nè, quá nhiều đạm, hydrat carbon, natri, oxalat, nhiễm khuẩn tiết niệu hoặc là sống ở vùng nóng cùng nhiệt đới, đó là những yếu tố thuận lợi, chỉ là những yếu tố thuận lợi thôi nha. Cho tới bây giờ thật ra là nguyên nhân gây sỏi thận có rất là nhiều giả thuyết, người ta cũng không chắc chắn được là nó là tại sao nữa. Những cái này chỉ là những yếu tố thuận lợi có sỏi thôi. Rồi, các loại sỏi canxi đó thường là sỏi cản quang ha, còn sỏi uric, sỏi sitin thường không cản quang. Nhưng một điều may mắn của mình á, thường mình gặp sỏi á là từ 90% trường hợp là sỏi có cản quang. Thành thử ra những phương tiện mà không nếu phương tiện sử dụng TX đó, như là X-quang nè, CP nè, là mình phát hiện được. Rồi, một số giả thuyết về hình thái sỏi á, thì sỏi được hình thành trong nhu mô thận ha. Giả thuyết thứ nhất là sỏi nó hình thành trong nhu mô thận luôn. Cái thứ hai là sỏi được hình thành trong lòng hệ niệu ha. Sỏi được hình trong nhu mô thận này nó có hai nhóm, có hai nghiên cứu. Sỏi hình thành trong lòng hệ tiết niệu là trong lòng tiết hình ống, thì đài bể thận nè, niệu quản nè, hoàng quang nó hình thành trong lòng. Thì giả thuyết này người ta nói là nó có một cái nhân sỏi, đầu tiên là nó phải có cái nhân sỏi, từ từ nó lắng động dần, nó cố định, nó to lên cho nên nó thành sỏi. Cho nên cái giả thuyết này nè mấy bạn sẽ thấy nè, ở những bệnh nhân sỏi niệu quản, tại sao mà có những bệnh nhân sỏi niệu quản chỉ cần cái sỏi nhỏ xíu thôi bệnh nhân rất là đau, họ uống nước tí xíu là bệnh nhân rất là đau đớn, phải nhập cấp cứu, đau cơn đau hoàn thận là rất dữ dội nha, bệnh nhân nhập cấp cứu. Tại sao có những bệnh nhân mà thận nó uống nước độ 3 rồi mà trước giờ ta không hề có đau đớn gì cả? Cho nên là nếu như mà những cái bệnh nhân mình có thể dựa vào cái giả thuyết này mình giải thích được là những cái bệnh nhân mà thận mà sỏi nhỏ xíu mà họ có sỏi niệu quản họ đau liền á, thì sao? Là do sỏi từ thận rớt xuống, nó là cấp, nó là ứng cấp, nó là tắc nghẽn cấp, cho nên nó sẽ đau. Còn những cái bệnh nhân nào mà thận ứng độ 2, độ 3 rồi mà mình vẫn đau, trong bệnh sử mình không có đau đớn nào cả, thì mình có thể giải thích rằng đó, cái sỏi này nó được hình thành tại niệu quản từ một cái nhân sỏi, từ từ nó tích tụ, nó lớn lên dần, nó thích nghi, nó ứng nước từ từ bệnh nhân thích nghi dần, thử ra mình sẽ thấy cái bệnh nhân không hề đau đớn gì hết. Mình có sỏi canxi nha, sỏi canxi là oxalat hoặc canxi phosphat nha. Bệnh cảnh thường gặp sẽ là tăng canxi niệu, đó là chuyển hóa tăng oxalat niệu. Đây, sỏi kết hợp với nhiễm khuẩn. Sỏi kết hợp với nhiễm khuẩn á, thì cái thành phần sỏi sẽ gồm phosphat, ammoniac và magie ha. Thường kết hợp với carbonate anhydride. Và sỏi nhiễm khuẩn này, sỏi mà kết hợp với nhiễm khuẩn á, thì thường nó sẽ ở dưới dạng sỏi san hô. Ha, sỏi san hô nó sẽ có hai bên thận, và sỏi san hô này rất là dễ dẫn đến suy thận, thường mình gặp ở nữ nhiều hơn nha. Rồi các vi khuẩn như là Proteus nè, Pseudomonas nè, Lexilla, Staphylococcus sẽ tác động lên uri niệu, những cái vi khuẩn này nó sẽ gây kiềm hóa nước tiểu pH nó lớn hơn 7 ha, và nó sẽ tăng các thành phần bicarbonate và ion ammonium, thử nó sẽ hình thành sỏi. Rồi. Với sỏi acid uric á, mình sẽ thấy nè, acid uric mình sẽ được lọc qua cầu thận rồi tái hấp thu ở thượng sang với cái lượng khoảng 400mg 24 giờ. Nhưng mà nếu pH ở năm, nước tiểu mình sẽ bảo hòa được có 60mg acid uric thôi. pH ở 6 thì nước tiểu bảo hòa tới 220mg acid uric lận. Cho nên nếu pH càng thấp thì mình sẽ càng dễ mất cái sỏi acid uric này. Các bạn thấy acid uric 5 thì chỉ có hòa tan được 60mg thôi, pH 6 thì hòa tan được tới 220mg lận. Mà thử ra là pH càng thấp thì sỏi acid uric càng dễ hình thành hơn. Rồi,
sỏi niệu quản mình thấy ha, mình thấy sỏi niệu quản 80% sỏi niệu quản là rơi từ thận xuống, 80% là rơi từ thận xuống, còn 20% còn lại là mình giải thích bằng cái chân sỏi đó. Nhưng mà tới bây giờ nó cũng chỉ là giả thuyết thôi, người ta chưa có chứng minh, người ta chưa có chắc chắn được điều đó. Rồi, một số sỏi niệu quản sinh ra tại chỗ do dị dạng niệu quản. Thì dị dạng niệu quản cho nên là niệu quản mình to bắt đôi, niệu quản sao cũng mạch chủ gì đó. Thì đây là những yếu tố ứ động, những yếu tố lắng động, nó dễ lắng động nước tiểu, nó dễ ứ động ha. Thành thử ra đây là những cái nguyên nhân ứ động này thì nó cũng dễ hình thành sỏi. Rồi, sỏi bàng quang đó ha, sỏi bàng quang, sỏi thì mình sẽ chỉ là có tính chất địa phương hay là sỏi thứ phát. Sỏi thứ phát thì sỏi tính chất địa phương thì mình gặp ở trẻ em nam, ở các nước đang phát triển. Nguyên nhân là do thức ăn thiếu đạm và tình trạng mất nước thành thử ra là nó cô đặc, nó có tình trạng cô đặc nước tiểu nha. Rồi, thành phần chủ yếu của sỏi là urat ha, sỏi urat ammonium hay là oxalat canxi. Thứ phát thì thường gặp do ứ động và nhiễm khuẩn. Sỏi bàng quang do sỏi thận và sỏi niệu quản rơi xuống ha, chỉ khi có bất thường tại cổ bàng quang như là sơn hẹp cổ bàng quang, u bàng quang nằm tại cổ bàng quang và cổ thần kinh. Nếu nó rơi xuống, nó tự trên nó rơi xuống. Nếu nó có bất thường cổ bàng quang, mấy cái này á, nó là yếu tố để cái sỏi nó không đi ra tiếp được nữa, thì nó mới từ từ nó ở đó nó lắng động, nó thành càng ngày càng to lên. Nhưng mà đa số thường sỏi bàng quang là do ứ động và nhiễm khuẩn tại chỗ. Còn sỏi niệu quản thì 80% là do từ thận rớt xuống nha. Còn đa số sỏi bàng quang là do ứ động và nhiễm khuẩn tại chỗ đó, nó hình thành tại chỗ. Nếu mà sỏi mà bàng quang mà do thận thì niệu quản rớt xuống, trừ khi nào nó có kèm theo những cái bất thường này. Rồi, mấy cái thành phần hóa học này mấy bạn về coi nha, mấy bạn về tham khảo. Còn nào lướt qua là có nghĩa là không thi. Rồi, hình thái ở vị trí sỏi. Các bạn sẽ thấy nè, sỏi thì nó nằm ở đâu thì thường là nó sẽ có hình dạng, hình thái theo cái chỗ nó nằm. Ví dụ như là sỏi đại thận nè, nó sẽ có hình tròn hay là nhiều cạnh mờ đều ha, nó sẽ nằm theo. Rồi, số lượng từ 1 đến hàng chục, có khi hàng trăm viên. Sỏi bể thận thì hình tam giác, nó nằm bể thận thì nó sẽ có hình theo bể thận ha. Rồi, nằm trong xoang hay ngoài xoang thận. Sỏi san hô thì như là cái tên gọi của nó thôi, nhìn sao thì mình đặt tên nó vậy, nó như cành san hô ha. Cái thân nó ở bể thận, các nhánh nó nằm trong các đại thận. Sỏi niệu quản, hãy nhớ sỏi thận thì nó sẽ nằm theo vị trí của nó, nằm theo chỗ nào. Sỏi niệu quản thì nó thành bầu dục nè, hoặc thành trụ nè, nó nằm theo niệu quản ha. Bờ nó nhẵn xù xì từ vài ly đến một xăng, từ vài ly đến trên một xăng. À, số lượng thường 1 viên, 2 viên, có thể nhiều hơn, xem kế tiếp nhau. Sỏi niệu quản hai bên nguy hiểm ha, vì nó dẫn tới vô niệu. Sỏi niệu quản hai bên tắc nghẽn, nếu mà tắc nghẽn hoàn toàn luôn á, tắc hai bên hoàn toàn luôn á, thì nó sẽ vô niệu. Rồi, vị trí sỏi niệu quản á, thì mình sẽ có 70-75% ở 1/3 dưới, 1/3 dưới. 25-30% ở 1/3 trên và 1/3 giữa niệu quản. Đối với sỏi bàng quang thì kích thước nó rất là thay đổi, nó có thể hình tròn hay bầu dục, bờ đều, nó thường có một viên, thường nó nằm ở đáy bàng quang và nó di chuyển theo tư thế bệnh nhân. Cho nên khi mấy bạn siêu âm mà mấy bạn phát hiện sỏi bàng quang, mấy bạn đối với những viên sỏi bự thì nói là đối với những viên sỏi nhỏ đó, mấy bạn không biết đó là đống phôi thành bàng quang hay nó là cái gì khác đó, thì mấy bạn sẽ cho bệnh nhân di chuyển, bệnh nhân nằm nghiêng qua lại nằm ngửa rồi mấy bạn sẽ thấy cái sỏi này di chuyển. Tuy nhiên cũng có trường hợp những cái sỏi bàng quang mà nó gây viêm thành bàng quang, nó dính luôn tại chỗ viêm đó thì mình cũng khó phân biệt ha. Rồi, nó nằm ở cao, nếu mà sỏi thường nó nằm ở đáy, tại vì sỏi nặng nên nó sẽ nằm ở thấp. Nếu nó nằm ở cao thường là nó dính vào niêm mạc bàng quang hoặc là nó có trong túi thừa bàng quang. Rồi, sỏi cắm vào cái xoang thì miệng tuyến thì nó sẽ có hình chùy, cắm ở đâu thì nó có sẽ có hình dạng đó. Rồi, triệu chứng bình thường gặp là cơn đau ở thận nè, đau lưng nè, tiểu máu, nhiễm trùng, tiểu suy thận, hoặc là có thể không có triệu chứng gì cả mà nó thì tình cờ thôi. Rồi, sỏi
là và sỏi điều quản là tắc nghẽn, mình sẽ có triệu chứng nếu sỏi thận sỏi điều quản là mình sẽ có triệu chứng của tắc nghẽn đường tiểu trên. Còn nếu là sỏi bàng quang thì nó chủ yếu là gây ra triệu chứng kích thích đường tiểu dưới. Rồi, vai trò hình ảnh học của mình trong chẩn đoán sỏi niệu là gì? Vai trò của mình nè, mình phải xác định cho người ta có hay là không có sỏi trong hệ niệu. Câu thứ nhất mình sẽ trả lời là có sỏi hay không. Câu thứ hai mình xác định vị trí sỏi ha, dự đến khả năng tống xuất sỏi, sỏi này kích thước bao nhiêu, nhỏ hay lớn, nằm vị trí nào để mình biết, mình dự đoán được là khả năng này sỏi này nó có thể thực ra hay không. Rồi xác định được sỏi đã được tống xuất hay chưa. Đối với những sỏi đã có trước đó rồi, trước đó mình đã biết sỏi điều quản rồi, thì mình sẽ theo dõi. Nếu mà sỏi điều quản lâm sàng dựa vào kích thước, dựa vào triệu chứng, dựa vào vị trí này nọ, lâm sàng người ta nói là sỏi này có thể tự tống xuất được, người ta cho thuốc bệnh nhân, người ta theo dõi, thì đó mình kiểm tra lại, mình phải xác định được là cái sỏi này đã ra chưa còn hay không. Rồi đánh giá triệu chứng sỏi, đánh giá triệu chứng, những câu hỏi mà mình phải trả lời được cho người ta, thành định học mình trả lời là có sỏi hay không, vị trí sỏi, kích thước là bao nhiêu, có thể tống xuất ra được hay không, và theo dõi. Đối với những sỏi mà để theo dõi không cần can thiệp gì đó, mình theo dõi coi sỏi này còn hay không, đã ra chưa. Cái nữa là sỏi này có biến chứng trường, những câu hỏi mà nắm mình phải trả lời được cho người ta. Rồi về hình ảnh học thì mình có những cái phương tiện nào để mình chẩn đoán sỏi niệu, thì mình chia ra làm hai nhóm, một nhóm có TIS và một nhóm không TIS. Một nhóm sử dụng TIS và nhóm không sử dụng TIS. Đối với nhóm sử dụng TIS đó, thì mình sẽ có nè, X quang bụng, có gì nữa, có CT, X quang bụng, có CT. Thì trong X quang bụng là mình nói chung thôi, nhưng mà trong X quang bụng mình sẽ có những cái phương tiện nào. X quang bụng mình sẽ thấy nè, mình sẽ có phim cao B nè, mình sẽ có chụp thận điều quản bàng quang nè, mình sẽ có X quang biểu đồ tĩnh mạch nè, UV nè, mình có X quang quẩy thận ngực chồng nè, mình có X quang điệu đạo ngực chồng nè, và mình có chụp X quang bàng quang, là những phương tiện sử dụng TIS, TIS quang bụng nha. Rồi mình qua cái phương tiện cao B. Cao B là cái thường nhất, cái đầu tay mình sử dụng đối với chẩn đoán này điện sỏi niệu đó. Rồi mục đích đối với cái phương tiện mà có TIS nha, là cao B là đầu tay mình sử dụng. Rồi mục đích của mình chụp cao B là cái gì? Mình sẽ khảo sát thận, điệu quản, bàng quang, gồm có sỏi, cản quang, hệ điệu. Sỏi, cản quang, hệ điệu. Có sỏi hay không ở thận, điệu quản, bàng quang. Rồi, ngoài ra cái cao B còn giúp cho mình khảo sát trong chấn thương bụng, chấn thương hệ tiết niệu, chấn thương gãy xương, mình phát hiện được gãy xương, cột sống thắt lưng, cột bụng, cột chậu, v.v. Rồi, về kỹ thuật thì cao B là phim chụp nằm. Các bạn nhớ cao B là chụp nằm ha, tia là từ trước ra sau, giới hạn của nó là ngang cơ hoành đến bờ dưới thấp mu, ngang cơ hoành đến bờ dưới thấp mu là cái tiêu cao B đúng chuẩn. Rồi chỉ định cao B là khảo sát ban đầu các bệnh nhân dị ứng thuốc cản quang ha, chỉ định là dị ứng thuốc cản quang, đánh giá sự tồn động của thuốc cản quang sau khi thực hiện các khảo sát hình ảnh học khác. Đánh giá bệnh lý sỏi thận trước và sau điều trị. Rồi đánh giá vị trí các ống dẫn lưu và span vùng bụng, hỗ trợ trong đánh giá các vết thương hàng hiệu. Nhưng mà cao B mình rất là có hạn chế ha. Hạn chế là gì? Có phân và hơi trong ruột có thể che lấp sỏi. Phim cao B đúng chuẩn theo sách vở của mình là sao? Là phim có thục tháo. Cao B là mình phải thục tháo nha. Nhưng mà thường các bạn thấy đi lâm sàng ít khi nào mà bác sĩ hay là mình thục tháo mình cao bê đó, thường là để nhập nhảy luôn á, cho nên là thường mình sẽ thấy là sỏi có phân mình có hơi trong đại tràng, cho nên là mình sẽ che lấp, mình sẽ khó phát hiện sỏi. Rồi có sỏi có thể bị che lấp bởi các cấu trúc xương ha, các cấu trúc khác như là xương, những cái vôi máu từ mạch chậu nè hoặc mạch máu mình có thể bị nhầm với sỏi điều quản nha. Rồi hạn chế khảo sát sỏi không cản quang, cao B rất hạn chế khảo sát sỏi không cản quang. Đây mình cao B ha, sỏi thận có cản quang, sỏi này là sỏi cản quang nha. May mắn cho mình là khoảng 90% trường hợp sỏi
san hô ha, sỏi san hô mình sẽ thấy cái hình nó nằm trong đài thận ha, thân nó nằm ở trong bể thận và những cái nhánh nó nằm ở trong ghép đài thận. Rồi ở đây ha, sỏi thận, sỏi đây cũng vậy, này sỏi san hô đây, sỏi điều quản đây ha, sỏi điều quản đây, sỏi điều quản. Mình có thấy rằng có hình dạng theo cái điều quản. Rồi sỏi bàng quang, đây những sỏi bàng quang rất là to ha. Rồi ở đây sỏi kẹt niệu đạo, sỏi kẹt niệu đạo nó lý do cao quê mình phải thấy hết cái khúc mu á. Rồi cao B thì mình sẽ tiếp theo nữa là cái tim UV, nhưng mà thường á, thường ngày nay CT của mình á, CT của Ultrasound á là mình thay thế UV này rồi, cho nên là gần như thay thế cái UV này gần 100% rồi đó. Cho nên khi mà các bạn đi những bệnh viện lớn như đại học y dược rồi, các bạn cũng rất là ít thấy chụp UV nha. Rồi kỹ thuật của nó thì mình phải chuẩn bị ruột ha, ví dụ là mình phải thục tháo, mình phải có một cái phim cao UV trước đó để mình khi mà chụp UV bắt buộc mình phải có cái phim cao UV trước đó để mình đánh giá sơ cái tình trạng trước đó đã, mình mới chụp vô, mình mới chụp UV. Rồi UV là tiêm thuốc theo đường tĩnh mạch ha. Rồi chụp phim ở các thì mình cũng chụp đủ các thì như là CT vậy đó, mình cũng chụp thì vỏ thủy, thì thận đồ, thì bài tiết vân vân, mình chụp cho đến khi nào mình khảo sát được toàn bộ hoàn thiện thôi. Đối với những cái mà bệnh nhân mà sỏi điều quản hoặc có tắc nghẽn á, các bạn sẽ thấy là khi mình chụp nếu mà thì muộn, mà thì muộn đôi khi là các bạn phải chụp đến cái phim là tiếng 2 tiếng đồng hồ các bạn mới thấy hết được cái điều quản mà bên nó tắc nghẽn. Rồi chỉ định UV, chỉ định UV để mô tả giải phẫu hệ thống đài bệ thận và điều quản, khảo sát mức độ bế tắc điều quản, khảo sát chức năng thận qua các quá trình bài tiết. UV mình có thể khảo sát được chức năng thận luôn nè. Rồi xác định được vị trí đài thận trong quá trình tan phẳng ngoài cơ thể hoặc tạo đường thận qua da, hay là mình giúp lâm sàng, giúp cho ngoại điệu đài thận nó nằm đâu để giúp cho người ta thấy tan sỏi. Rồi đây là hình UV ha. Hình UV này là thì gì? Ở thì muộn hay là thì bài tiết? Những cái đài thận, bể thận, điều quản nó có thuốc cảm quan, nó có thuốc tương phản ở trong, và cái nó có hình phiến thuốc nè, những cái hình phiến thuốc ở đặt bể thận nè, ở đài thận nè, hình phiến thuốc này tuyển là do sỏi. Tại sao mình phải có cái tim cao B trước đó, mình xác định được cái này là sỏi cảm quan không, sau đó tôi mới chụp UV. Thì UV đúng cái hình phiến thuốc này ngay đúng cái vị trí của sỏi đó thì mình mới nói cái này là sỏi nha. Rồi một lưu ý cho các bạn là khi các bạn thi mà đưa cái hình UV lên, đầu tiên mình phải nhận định, thi bất cứ cái chứng chỉ nào cũng vậy, đưa một hình lên đầu tiên mình phải nhận định đây là hình chụp cái gì, đây là hình chụp cái gì, ở thì gì chẳng hạn. Ví dụ khi các bạn đọc UV thì các bạn phải đọc, phải biết được đây là hình chụp UV và chụp ở thì nào. Lưu ý cho các bạn thi ha, chứ các bạn thi các bạn đi lên là các bạn nhìn cái phim các bạn cứ nói là à hình này là hình phiến thuốc ở đâu đó rồi này nọ là mất điểm, là không có đậu á nha. Rồi cho nên là khi mà mấy bạn thi là đưa hình lên đầu tiên mình phải định nó là kỹ thuật gì trước cái đã, mình mới bắt đầu phân tích phim chứ ha. Rồi đây ha, hình này là hình UV, đây là hình trước khi chụp UV mình phải có cái phim cao UV để so sánh trước đó. À, đây là phim cao B, mình sẽ thấy nè có sỏi ha, sỏi điều quản, có một cái nốt cản quan tầm độ cao bên ở ngang mức L23 bên trái ha, kỹ là sỏi điều quản. Thì đây trên nguồn hình UV thời điểm 5 phút 15 phút và 30 phút các bạn sẽ thấy nè, hình này các bạn sẽ thấy bên đài bệ thận bên đây nó có gì, nó không có giãn ha, nó không giãn, điều quản không giãn. Đây là thì bài tiết mà nha, bài tiết mà thì muộn, thì mình mới thấy bên đây vì nó có sỏi điều quản đây, có tắc nghẽn đây,
thử ra là nó gây ứng ha, nó gây tắc nghẽn. Mình thấy nè, mình thấy ở đây là thiệu mụn rồi, đã thấy đài để thận ứng nước rồi, mình thấy đây là sỏi bên dưới gây tắc nghẽn rồi. Như UV mình phải chụp luôn muộn hơn nữa để mình thấy cho đến khi nào mình thấy đầy đủ cái hệ thống toàn bộ hệ tín hiệu trên cái phim ha, đài để thận điều quản hai bên là quen nè. Lý do đây mình phải có thì phim 30 phút là vậy đó. Tại sao nếu mà 15 phút ở đây mình đã thấy sỏi rồi, mình đã thấy đài để thận rồi, bài tiết rồi, mình đâu cần thì 30 phút nữa chi nha. Mình phải cần thì 30 phút. Lý do là mình phải thấy hết cả cái hệ hiệu. Nhưng mà trong nhiều trường hợp khi là thực tế làm á, nhiều khi mình chụp tới mấy tiếng đồng hồ sau rồi vẫn không thấy được hết toàn bộ đâu nha, nó tắc nghẽn hoàn toàn rồi mình không thấy được thì thôi mình ngừng thôi. Rồi ở đây cũng vậy ha, đây là phim cao B, phải cao B không? Rồi đây là phim UV ha, mình thấy nè, có một nốt cản quay bằng độ cao ở ngang mức L3 trái gì đó, nghĩ đây là sỏi nhiều quản. Thì đây phim UV cho mình thấy được thì này là thì gì, UV thì gì, thì bài tiết mình thấy được nè, thận bên phải, thận bên trái lấy nước ha, tắc nghẽn lấy nước. Rồi sỏi niệu cản quang chiếm khoảng 90%, tuy nhiên độ nhảy quang chỉ có 50-60% thôi. Sỏi niệu thì 90% là khi mỹ quang chỉ có nhảy 50-60% thôi. Và trong 50-60% mình phát hiện đó nó đặc hiệu chỉ có khoảng 70% thôi ha. Mình thử ra là tỷ lệ âm tính giả của cao B rất là cao, nhưng mà nhờ thêm một cái UV nữa mình có thể cải thiện được cái tỷ lệ âm tính này. Rồi UV, nhờ UV mình có thể phân biệt được cái nốt cản quang này nè, trên đường tiết niệu và ngoài đường tiết niệu nè ha. Ví dụ như những cái phim, những cái hình mà mình không phân biệt nãy UV cao B mình nói, những cái đóng môi tĩnh mạch chậu hay là đóng môi mạch máu gì đó, mình khó phân biệt được, không biết nó có phải sỏi hệ niệu hay không, thì UV có thể giúp mình phân biệt được. Tại vì UV mình sẽ thấy được toàn bộ cái hệ tiết niệu, toàn bộ hệ niệu. Nếu mà những cái nốt phôi trước đó mình phát hiện nó nằm trong hệ niệu ở phim cao B thì đó mới là sỏi niệu nha. Rồi ngoài ra UV mình có thể phát hiện được tổn thương chán chỗ trên hệ niệu như là bú nè, mô liếp nè, máu cục nè ha. Rồi nếu UV á, nếu mà sỏi không cản quang trên cao B, nhờ UV mình cũng có thể phát hiện được. Tại vì nếu sỏi không cản quang trên UV mình sẽ thấy gì, hình ảnh huyết thuốc ha, huyết thuốc ở thì muộn nha. Rồi những cái tổn thương chán chỗ hệ niệu như là bú, vô liếp, móc cục đó, thì lúc này mình sẽ cần có vai trò của siêu âm CT trong đây nha. Đây CT á, CT thì mình thường dùng để tìm nguyên nhân cho bệnh nhân nhập viện vì đau bụng cấp ha, còn bệnh nhân nằm viện đau bụng cấp thì CT nha. Rồi lần hoặc ngày xưa đó, trước đó CT á là những cái bệnh nhân đau bụng cấp là mình vô chụp. Rồi năm 95 á, ông Mix với cộng sự mới bắt đầu chụp CT không cản quang để xác định sỏi hệ niệu thôi, chứ trước đó là người ta chụp CT không phải mục đích là người ta chụp cái sỏi hệ niệu đâu. Từ năm 1995 mới bắt đầu có chuyện này, và người ta chụp là chụp không tương phản ha, không có thuốc tương phản gì hết. Rồi và từ năm 95 mới bắt đầu có tiền lệ ha, từ cái CT không tương phản này nó trở thành tiêu chuẩn để khảo sát cơn đau bệnh thận. Rồi độ nhạy của CT nó rất là cao, 96-100% lực nha, và độ đặc hiệu cao luôn, 92-100% ở với CT. Ngày nay CT UREM đã dần thay thế UV ha, nên mấy bệnh viện lớn, những bệnh viện lớn các bạn sẽ gần như hầu như mấy bạn sẽ rất ít gặp UV nữa. Rồi CT giúp mình khảo sát hình ảnh của hệ tiết niệu, các cơ quan khác trong ổ bụng luôn, rồi bằng sát nguyên nhân gây tiểu máu bú từ tiểu tiểu ha. Ngoài cái khảo sát sỏi hệ niệu này nó còn bằng sát luôn, mình nhìn hết tổng quát các bạn ổ bụng. Rồi sỏi niệu quản đạn xa khó phân biệt với vôi hóa cùng chậu ha, sỏi đạn xa khó vì mình chỉ dùng cái CT không tiêm thuốc thôi, mình dùng CT không tiêm, cho nên những cái sỏi xa đó rất là khó phân biệt. Thì mình dựa vào những dấu hiệu
ở thành đàng quen. Mình làm mình tưởng đâu nó là sỏi thận, rồi dương tính giả